Tại tỉnh Hậu Giang, chỉ trong ngày 3 tháng 8, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hơn 100 căn nhà tại nhiều địa phương của tỉnh này. Trong đó, hai huyện Phụng Hiệp và Châu Thành bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, thống kê bước đầu cho thấy toàn tỉnh có 120 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có hơn 10 căn bị sập và hơn 100 căn bị tốc mái. Tại huyện Phụng Hiệp có 3 căn nhà bị sập, 48 căn nhà và 2 ngôi trường bị tốc mái, có 2 trẻ nhỏ bị thương nhẹ. Ngoài ra, lốc xoáy cũng đã làm nhiều cây cối dọc các tuyến tỉnh lộ bị đổ ngã, gây cản trở phương tiện lưu thông, một số khu vực bị mất điện. Tại huyện Châu Thành, lốc xoáy cũng làm sập 5 căn nhà và tốc mái 47 căn. Trong đó, xã Đông Phước A bị thiệt hại nặng nhất với 33 căn nhà bị sập và tốc mái. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi động viên và chỉ đạo cho lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm nơi ở tạm, đồng thời chỉ đạo các ban ngành hữu quan thống kê thiệt hại để có sự hỗ trợ cho người dân.